Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên Bình Dương để cập nhật các mẫu xe máy mới ha. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật các mẫu xe Winner. Nghe nói là Winner đợt này nó giảm giá sát đáy luôn chị em ạ. Đó, cái vòng xe này có là xịn sò mà giảm giá cực rẻ của nhà Honda. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với Kim Luyến sẽ cập nhật lại cái giá xe Winner cho anh chị em ha. Chào Luyến ha. Dạ, chào anh và chào mọi người luôn. Tiếp tục review cho cả nhà về mẫu xe Honda Winner nha. Winner lên sơn lên rất là nhiều màu luôn. Để quay review về màu sơn trước nha, về rồi báo giá ưu đãi cho cả nhà sau nha. Đó, màu xanh ngọc này, xanh nước biển này, màu xám, xám đỏ này, xem special edition này, màu xám xi măng, xám xi măng và màu xanh xi măng ha. Đó, màu zin của phiên bản 2023 này, màu đỏ, màu xanh trắng, tem trắng HP này, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc bích này, màu vàng, màu đỏ tem monter này, màu xanh xi măng thêm tem màu đỏ nữa ha, và màu bạc, xám bạc này, em này cũng được sơn độ lên ha. Đó, lướt sơ qua về những màu sắc cho cả nhà xem trước ha. Mua xe thì đừng quên liên hệ qua hotline gọi Luyến là 0346552628. Áp dụng mua xe có liên hệ trước để được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe đi lại ha. Hỗ trợ một combo cả tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng đi kèm. Mọi người có tin không? Những màu xe đẹp như thế này mà chỉ cần cộng thêm duy nhất 2 triệu đồng thôi mà sở hữu về một em xe thì chần chừ gì chúng ta liên hệ cho Luyến ha. Giá xe đối với hai phiên bản nha. Khi thành hai phiên bản là CBS và ABS. CBS thì đang có mức giá là 33.900 và ABS thì đang có mức giá là 36.900 và trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất 4 triệu đồng mà lên xe rồi ha. Hỗ trợ mua xe bao đầu sơn có liên hệ trực tiếp qua hotline cho em Luyến nha. Rồi, ok ha. Giống như những cái mẫu xe đổi màu như thế này, màu trắng, màu xanh này đi, thì nó đắt hơn màu zin khoảng bao nhiêu tiền ạ? Đắt hơn là cộng thêm 2 triệu thôi là được bảo hành về 3 năm về màu sơn này, hợp lệ cà vẹt cho cả nhà luôn ha. Điều duy nhất 2 triệu đồng thôi, thì còn chần chừ gì liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Luyến ha. Ngoài những màu này ra thì cửa hàng có hỗ trợ sơn độ thuê có khách hàng nha. Cả nhà muốn sơn độ bất cứ màu gì khác, những màu mà Luyến quay đây á, thì cứ liên hệ qua Zalo để sơn độ lên cho cả nhà nha. Rồi, ok ha. Đó, cho anh chị em nào mà đang quan tâm tới cái mẫu xe Winix hoặc là cái mẫu xe nào muốn báo giá hay là muốn tư vấn thêm gì đó thì mình cứ inbox Zalo cái Luyến nhé. Thì trước khi anh em đến mà mua xe thì có liên hệ với Luyến sẽ được giảm giá tiền xe và tiền phụ kiện nhé. Phụ kiện cũng giảm giá rất là mạnh luôn. Đó, tiền xăng cho anh em nữa ha. Đó, anh chị em nào quan tâm thì mình inbox ngay nhé. Có thể đặt lịch sáng nay, ngày mai mua hoặc tháng sau mua thì đặt lịch cho Luyến nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tới đây. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé. Chào Luyến ha. Chào anh.